Oh, xin chào anh chị nhà đầu tư chúng ta trở lại với kênh Nhật Quay Channel. Hôm nay phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày 29 tháng 5, một phiên giao dịch phải nói là như thế nào? bán thì nó tăng mua thì nó giảm và kết quả thì nó cũng giảm tiếp luôn đúng không kết quả hôm nay cuối giờ thì các cổ phiếu đa phần là bị bán từ cái giá là đang tăng khá là tốt về các cái giá là âm một âm hai phần trăm ở các cổ phiếu mid cap nói chung nhưng mà nó lại kéo những cái cổ phiếu đơn lẻ khá là nhiều ví dụ như ở đây là đơn lẻ penny chẳng hạn hay là liên việt AB, TCH VN một số cổ phiếu mà cũng không phải ai cũng có nắm giữ rất là ít người nắm giữ mà nó sẽ làm gì nó sẽ bán rất là nhiều mà đặc biệt đó là nhà đầu tư nước ngoài hôm nay xả tới tận là bao nhiêu xả tới tận là 1.656 tỷ hơn hơn quá sẽ không nói với anh chị cái vấn đề này tuy nhiên nguyên nhân vì sao thị trường hôm nay chúng ta bị bán mạnh của giờ là do nhà đầu tư nước ngoài và nó tạo ra một cái cụm nến phủ định luôn hôm vừa trước là tăng 14 điểm hôm nay giảm hết 9 điểm rồi thì với cái trạng thái thị trường này chúng ta phải hành động như thế nào chúng ta nên đi bán cổ phiếu ra toàn bộ và chúng ta đứng ngoài hay là thị trường này vẫn có cái tiềm năng vượt 1300 đây chỉ là nhịp retest bình thường ừ, thì trong các bạn tin tối nay của sẽ đưa đến anh chị những cái việc là chúng ta phải hành động như thế thể nào trong cái giai đoạn cuối tháng này ngày hôm nay là ngày 29 rồi ngày mai là thứ năm 30 tháng 5 và ngày mốt là 31 tháng 5 là kết thúc tháng năm này một cái tháng mà phải nói là rất là khốc liệt đó. đặc biệt là giai đoạn cuối này rất là khốc liệt rất là gì cám dỗ giữa mua giữa bán giữa mua giữa bán liên tục thì nếu anh chị nhào tư chúng ta coi những cái video của Quang hàng ngày về các cái chiến lược đầu tư các cái góc nhìn về kỹ thuật kết hợp VSA cung cầu và tâm lý hành vi này anh chị muốn chuyển về cộng đồng hành với bên Quang có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo hoặc trợ lý trúc vi các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị cái thủ tục để có thể cùng đồng hành với Quang trong những cái con sóng kế tiếp hay là trong những cái điểm mua bán cơ hội trong phiên chúng ta sẽ có hoặc là anh chị chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh rồi okay. Okay. chúng ta sẽ đi đến nội dung hôm nay đầu tiên đó là gì bối cảnh thị trường tâm lý giao dịch lúc này thế nào chiến lược giao dịch lúc này sao cho hợp lý hành động gì lúc này là cần thiết đó là bốn cái nội dung hôm nay đầu tiên chúng ta nói về bối cảnh thị trường thì chắc chắn rồi nhìn vào chị sẽ thấy là thị trường hôm nay bụi nói chung là nguyên ngày nó đều ok à, nói chung là nguyên ngày thị trường chúng ta đều ok tuy nhiên là gì tuy nhiên là tới cái phút cuối cùng khoảng là cái giai đoạn là khoảng là 10 đến 15 phút cuối thì anh chị thấy là nến phái sinh có một pha đạp rất lớn đây một cái pha đạp rất lớn trong cái phái sinh chạc 5 phút thì cái pha đạp này dẫn đến gì dẫn đến là nhà tư bắt đầu tháo ra nhưng thật sự anh chị biết là nó nguyên nhân ở đâu ra không nguyên nhân là do hàng nước ngoài ở đây nó bán nó bán ctg nó bán hòa phát nó bán vnd HD Bank và đây qua mở cho anh chị mình coi ví dụ con CTG đi liên tục ngày nào cũng bán là nhiêu 10 hơn 10 triệu cổ đúng không? Liên tục ngày nào cũng bán là hơn 10 triệu cổ phiếu đây. Bán quá trời bán luôn, thanh khoản thậm chí là đang bùng nổ liên tục ở dưới đây nha, bùng nổ liên tục luôn. Không biết cái gì á cứ bán suốt từ sáng tới chiều luôn. Rồi tiếp tục cổ phiếu Hòa Phát. À, cổ phiếu hòa phát bên đây cũng bị bán hôm nay thật ra anh chị thấy hòa phát giao dịch rất ít à, hòa phát bản thân nó là giao dịch rất ít luôn ví dụ anh chị thấy ở đây là 21 triệu đi thì mình thử bật ở trong đây coi công hòa phát này bán bao nhiêu triệu hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài nè đây chúng ta sẽ coi thống kê bên đây nó sẽ có nè à, nước ngoài hôm nay bán tới tận là hơn 8 triệu cột nha Hơn 8 triệu cổ phiếu Hòa Phát bị bán Mà một ngày nó chỉ giao dịch có bao nhiêu có 21 triệu mà bán 28 triệu cổ là gần 1 phần 2 Đúng không? Gần 1 phần 2 thì nguyên nhân để mà đè công Hòa Phát rủ xuống hôm nay đó là gì? Đó là do nước ngoài chứ cũng không phải là do nhà đầu tư trong nước chúng ta xả ra đâu Mà là do bên đây nó xả nè Anh chị thấy nha Cứ cái con nào á được nước ngoài nó mua thì tăng Ví dụ FRT, uh, FPT, FRT đầu này thì được nước ngoài mua nè đúng không? PPT đầu này thì được nước ngoài mua thôi Còn lại là đa phần nó bán Còn anh chị biết tại sao nó bán không? thì tại vì sự trên là tỷ giá không tỷ giá cao thì tự động nhà đầu tư nước ngoài sẽ bán bán rất là ghê dù nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm có 7 tới 10 phần toàn thị trường chúng ta thôi nhưng mà ở giai đoạn này thì chị đều biết đó là những phiên trước qua có nói với anh chị thị trường chúng ta giao dịch thanh khoản hấp là rất tốt đúng không thì khi chúng ta giao dịch thanh khoản hấp tức là lực gì lực mua lực bán trong thị trường nó sẽ yếu thì khi nó không có những cái đó thì nó mới tăng ok thì lúc mà cái những cái lực này nó đang yếu á thì tự nhiên có cái hàng ra bán lớn thì tự nhiên nó bán lớn đáng lẽ là không phải lớn nhưng mà so do gì do không có mua bán nhiều nên thành ra là tự nhiên nó sẽ hành lớn à, nguyên nhân thì sao nguyên nhân là do trên là tỷ giá giữa cái đồng việt nam và đồng đô khi mà anh chị tưởng tượng á, khi mà cái tỷ giá lúc này là lúc mà quang đang làm cái video cho anh chị qua bật lên qua chat uh, online cho anh chị mình coi luôn nha thì đây để mình bật lên cho chị thật ra là không bật ở trên máy được mà mình bật ở trên điện thoại nha thì sẽ đọc cho anh chị thôi tỷ giá việt nam đang hiện tại là 25.451 năm một thì chị có tưởng tượng á, khi mà người ta đầu tư ở việt nam người ta phải đổi tiền đô ra tiền việt đúng không thì bây giờ tiền đô cái một đô của việc một đô của người ta đổi qua tiền việt được là 25451 thì tưởng tượng khi mà nó đang đầu tư trong cổ phiếu việt nam mà cái tiền đó nó đi lên cái giá trị nó đi lên như vậy thì sao? Thì tiền Việt Nam đang bị rẻ đi. Thì cái tiền Việt Nam đang bị rẻ đi đó thì bây giờ ví dụ như nó muốn đổi ngược trở lại ra một đô thì có phải nó phải bỏ nhiều tiền hơn không? Ví dụ hồi xưa nó bỏ vào Việt Nam chỉ là 24.000 cho một đô thì bây giờ nó sao? Bây giờ nó phải lên là 25.000 bốn rồi. Thì bây giờ nó bán cổ phiếu ra thì có phải nó tự động mặc định lỗ 1.000 đồng để nó có thể đổi lại ra tiền đô không? Đó là cái ví dụ của qua wow, cách đơn giản dễ hiểu cho anh chị nghĩ hiểu á là nói chung là khi tỷ giá nó tăng thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ tự động bán rất mạnh và đặc biệt đợt này chị sẽ thấy là bán cuối tháng à, cuối tháng thì sao cuối tháng là sẽ có những cái đợt review quỹ ETF à, lúc nào cũng sẽ có review quỹ review này nọ thì bây giờ ở đây qua đánh giá có thể là một cái quỹ nào đó nó đang bán trên thị trường mình nó bán liên tục mà hôm nay chị thấy nha bán hai ba triệu một hai triệu đây ở trơn luôn đó thì qua đánh giá là do quỹ bán thì đó là cái bối cảnh nói chung thanh khoản hôm nay bùng nổ lớn á Nguyên nhân của quan đánh giá là gì? Là do cái việc là tâm lý quá tiêu cực cho cả ngày Và chúng ta hôm nay sẽ lấy lại cái phần đó đó là phân tích tâm lý giao dịch Vì hôm nay qua đánh giá phải phân tích tâm lý Không phân tích là không được Vì sao? Vì cả ngày hôm nay có phải nha Bản thân quan cũng ngồi đây và coi thị trường với anh chị Bản thân anh chị cũng ngồi đây và coi thị trường với quan Đúng không? Thì cả ngày hôm nay chị có hồi thấy là chán nản và buồn bực không? Đó là cái tâm lý mà gần như cả ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta đều bị hết Dù chúng ta có một mã tăng mạnh chúng ta vẫn bừng bực, bực vì chúng ta đầu tư chúng ta đâu thể nào mà ô đinh vô một con đúng không không thể nào anh chị ô đinh vô một con ví dụ anh chị đang có con gì anh chị đang có liên việt khách hàng qua vẫn có anh chị có liên việt hay là anh chị đang có con gì con rvr hay là anh chị đang có con eb con tay sắt gì đó thì anh chị chỉ có một con thôi gọi là nhiều lắm thì hên lắm thì có hai con thôi còn lại ba bốn con khác anh chị cũng là những cái con này thôi thì lúc đó chị có phải là hôm nay rất rất là bực mình không bực mình kinh gì luôn buổi sáng hay sao buổi sáng thì thị trường mình nó nó gì nó hôm qua thì cuối giờ nó kéo nguyên cái nhịp này nè Thì cổ phiếu không tăng đúng không Hôm nay thì cả buổi sáng nó đạp xuống hay cũng ok Do cổ phiếu mà nó không giảm đúng không cũng ok Nhưng tới buổi chiều nó lại kéo nguyên cái nhịp mạnh lên Thì cổ phiếu ta lại không tăng và tới khi nó đạp thì cổ phiếu ta lại giảm nói chung là cực kỳ bất minh luôn cả ngày hôm nay nhà tư nhắn tin với quan hang phiền rất là nhiều bản thân mình ngồi đó với anh chị nha thật sự cũng rất là mệt À, lâu lâu anh chị thấy là Quang hay nói chuyện vui vui với anh chị trong nhóm á, là để anh chị để cho chúng ta đỡ buồn bực á chứ thật ra thị trường hôm nay là một thị trường rất buồn rất ức chế chứ không phải là một cái thị trường hưng phấn lưu ý nha thì đó là tâm lý giao dịch này anh chị có thấy giống vậy với quan không nó nếu anh chị thấy hôm nay anh chị hưng phấn thì quan nghĩ chắc là anh chị cầm ab hoặc liên việt thôi nhưng mà anh chị ô đinh một con với anh chị cầm con khác qua thấy hôm nay ai chả buồn đúng không đúng không? và thị trường phủ định upbo rồi thì với cái tâm lý buồn bực đó nó cả ngày nó đã đè nén lên chúng ta cả ngày cả ngày rồi thì về cuối giờ không? À, Đang ức chế cái hàng nước ngoài này nó bán nè, không? À, Đang ức chế nè, cả ngày đã ức chế giữ lắm ức chế rồi thì cuối ngày nó đạt một nhịp qua đánh giá đây là sự sự hết sức bình thường và có một nhịp phủ định xuống như thế này thì nói chung á, à bây giờ nó đang tạo tâm lý tiêu cực ra rất là nhiều đó là gì đó là bán không mà, bán xong thì nó lại tăng không đúng không đó là cái gì phủ định rồi đúng không? up rồi đúng không đó là cái tâm lý bây giờ nhưng thật ra cái tâm lý đó cái việc mà thị trường nó phủ định này nè nó được hình thành từ, từ cái sự buồn bực của anh chị ở bên trên vì ở bên trên mình đã rất ức chế rồi rất bực mình rồi thì nó cần cái gì cái kiếp nổ để cho anh chị mình bán hàng ra đúng không? up ra thì qua đánh giá ở đây nha thì chúng ta sẽ không bán À, chúng ta sẽ không bán à, việc đầu tiên chúng ta sẽ không bán mà chúng ta sẽ tân hữu cái quy tắc mà qua sẽ nói với anh chị ở cái phần bên dưới là cái phần chiến lược đầu tư á thì chúng ta sẽ đi theo cái đó chứ không phải nó up bô rồi sau đó chúng ta sẽ đi bán toàn bộ vì khi chúng ta đi bán toàn bộ thì bán xong nó lại tăng đúng không giống như cái câu mà qua nói ở đây là bán thì nó tăng mua thì nó giảm có đúng như vậy không bây giờ anh chị nhìn lại anh chị lật lại thị trường bên đây đi cũng giống như hệt vậy nè đó, anh chị bán tháo cây cây này bữa sau nó tăng qua đây anh chị ra gì vừa vào lại cái nó đạp xuống anh chị vừa hay đáng tháo ra anh chị nghĩ thị trường này sập rồi thì nó lại tăng hai phiên đóng cửa cao nhất phiên đóng cửa cao nhất phiên không ừ, thì anh chị vừa thấy ok anh chị lại bán ra thì đầu tư trong cái vùng sào quần nha nói chung là sào quần ở đây đúng không sào quần hay là xe quay xe quay với sào quần sào quần là một cái câu nói ở bên ngoài cuộc đời chúng ta xót nói chắc là miền tây ha không biết là miền nào nữa ừ, hay nói câu sào quần sào quần á Ừ, thì sau quần ở bên đây thì nhà đầu tư chúng ta gì ra vào ra vào liên tục thì chúng ta sẽ bị gì kẹt tê công gọi là chúng ta sẽ bị gì mất phí dòng dịch quá nhiều nó nói chung á là chúng ta sẽ bị rủi ro rất là lớn Nên thành ra hành động của quan ở đây một tí nữa qua sẽ nói với chị cụ thể vì sao mình sẽ không bán À, mà mình sẽ phải bán theo cái chiến lược nếu chiến lược nó vi phạm thì mình bán còn không thì mình sẽ lựa chọn đó là không bán vì sao thì, khi anh chị bán xong thì nó lại tăng và anh chị mình đang đầu tư cái gì là anh chị mình đang đi đầu tư cổ phiếu và anh chị đầu tư theo phương pháp ví dụ anh chị chọn cái phương pháp mà hệ thống anh chị chọn ra cho anh chị ví dụ anh chị ở bên nhóm khác ở những nơi khác hoặc là cái cách anh chị mua cổ phiếu vì cái gì thì chị hãy bán vì cái đó lưu ý nha. chứ không phải là anh chị để sự chán nản này sự buồn bực này sau đó nó hội tụ lại và nó hội nó làm gì nó làm một cái pha đạp mạnh xuống thế là chúng ta háo chạy ra thì lúc đó thật sự nay mai anh chị lại đu lệnh thôi ví dụ anh chị thấy đây là phái sinh 5 phút đúng không thì chị thấy cái phái sinh rệt ai nó đã xuống lại có hai mươi mấy rồi nè thì khi rệt ai xuống hai mươi mấy thì nó sẽ tự động hồi nè đúng không nè xuống hấp nè tự động hồi nè anh chị không xuống hấp nè tự động hồi lên lại đó thì bây giờ anh chị bán ra đi À, có phải nè, ví dụ đây anh chị thấy nè, bán ra dưới rệt ai hấp nó tự động có một nhịp hồi rất mạnh Thì khi cái nhịp hồi đó anh chị muốn thì chị bán, chứ bây giờ tự nhiên anh chị hoảng loạn lên Anh chị bán trong khi rõ ràng người ta hay nói là gì, vùng này đáng lẽ phải rất ghê Vậy rất gì, à, nhầm nhầm phải rất hưng phấn thì nó mới phân phối cho anh chị được Nhưng bây giờ anh chị là gì, mới có hai phiên thôi chưa kịp hưng phấn Ủa nói thiệt với anh chị là chưa kịp hưng phấn chưa kịp ok luôn là nó đã bắt đầu làm cho anh chị mình sợ tiếp rồi nhưng mà thật sự mình phải xét cái yếu tố cụ thể đó là các cổ phiếu nó có thanh khoản hay không ví dụ anh chị nhìn những cổ phiếu chứng đi à, vci đi anh chị thấy hôm nay khối lượng là gì thậm chí còn tụt so với ngày hôm qua nữa hôm qua con này giao dịch là 6 triệu ba hôm nay giao dịch còn có 3 triệu tám thôi tụt gần 1 phần hai vậy câu hỏi hôm nay là ai cá mập nó có phân phối cho anh chị được với khối lượng bé này không đúng không cái thứ nhất cái thứ hai là khi cổ phiếu nó bắt đầu hồi lên thì nó sẽ có những cái việc nó đủ lại đây con sẽ cho anh chị mình coi hồi xưa nè anh chị mình coi hồi xưa nè khi mà cổ phiếu nó bắt đầu đi lên thì nó hoàn toàn sẽ có những cái nhịp bán rất là mạnh anh chị thấy VCI hồi xưa không? đây là những cái cổ phiếu mà ví dụ hôm trước tăng hàng trăm nè hôm sau giảm bốn trăm ừ, đúng rồi hôm trước tăng hàng trăm hôm sau giảm bốn trăm nè à, mà chị thấy nó rất là ghê nhưng miệng nó không vi phạm chúng ta cứ bình tĩnh thôi phải không vì đầu tiên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi chứ việc gì mà chúng ta ngồi đây chúng ta sợ quá trời sợ luôn hôm nay anh chị nhắn tin hỏi quan sợ quá trời sợ luôn Ủa nếu anh chị sợ vậy thì phải có một người vui chứ Đúng không? Đó thì nó kết luận dễ đây là chúng ta phải bình tĩnh lại Sau khi nói qua cái tâm lý này nè Có phải là anh chị rất là hoảng loạn không? Thì chúng ta phải bình tĩnh lại cái đã À, chúng ta buồn bực chúng ta chán nản thì thật sự đó là cái người ta đang bắt chúng ta à, phải như vậy vì ở trên thị trường này ai cũng như vậy thì phải có một người vui chứ, nó ai cũng buồn bực ai cũng chán nản hết đó. À, ai cũng tức giận hết đó nhắn tin với quan quá trời luôn anh chị cũng rất là tức giận nhưng mà anh chị phải lưu ý nếu mà chúng ta tất cả mọi người đều như vậy chúng ta đang giận thị trường vậy có phải là gì những cái dịp này thị trường nó phủ định nó ấp bô xuống có phải đôi khi nó là cái điều hiển nhiên không để chi để nó ép anh chị đang bán một con người đang rất bực mình đang thiếu cái gì đang thiếu cái cớ ví dụ bữa có hay kể anh chị con ca đi hát đó đúng không con ca đi hát nào Bọn hay kể cho anh chị mình mua bên đây, hệ thống bên mình mua đây nè. Là khoảng khúc ở đây nè, lên trên đây là có lúc lời được có 500 thôi, nhưng lúc bán là còn có 4 mét mấy à. 4 mét mấy 100 bán nè. Anh chị thấy là nắm giữ rất là bực mình trong một tháng mấy, ở ờ, đâu có tháng đâu, hình như hai tuần, hơn hai tuần. Thì nắm giữ hơn hai tuần anh chị cứ hỏi quan bán hoài không em bực mình quá em, ức chế quá em. Thì khi lên trên đây qua kia chị mình bán đúng không? Thì nhưng những anh chị không bán có phải anh chị vẫn hy vọng cho nó cái nhịp tăng mạnh không? nhưng bất ngờ nó xảo cây ra thì lúc đó có phải là dùng nó chỉ giảm có ba trăm nhưng anh chị về giá vốn có phải là anh chị làm gì anh chị nản liền không anh chị ức chế liền không anh chị bực mình liền không anh chị buồn bực liền không tại vì anh chị đã ăn hành trong nó quá lâu và anh chị thấy cái chỗ này nè nó có giống cổ phiếu ở ai hồi xưa ở trên ai bây giờ cũng vậy nè nhưng mà ở trên ai hồi xưa đi cho giống đi ha À, ở trên hay là con gì đi anh chị muốn nhìn con gì cũng được đúng không Và nói với anh chị là ở trên ai hay là con gì dễ nhìn đi ha con gì mà nó tới từng ăn mạnh đi ví dụ con xe tết đi anh chị thấy nè Ừ, nguyên cái giai đoạn này chị thấy nó tích lũy đây nè nó cứ bò 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 rồi như anh chị đâu có lời đâu ừ, tới một cái cây cuối cùng cái nó đạp cái bập xuống cái anh chị vừa bán ra vừa bán háo ra khối lượng lớn vừa bán xong cổ phiếu tăng nhiều trăm cổ phiếu tăng là ba mấy trăm đúng không thì cái cây này nè nó hoàn toàn có thể là những giai đoạn này tại vì sao tại vì nó chưa gậy đó tại vì nó chưa gậy nó chưa vi phạm gì quá nhiều thì chúng ta phải bình tĩnh lại bình tĩnh và nghiên cứu coi xử lý là bán hay hay gì hay giữ tại sao hồi xưa nó có những cái pha đạp ba phần trăm sau đó nó bữa sau nó tăng bốn trăm Tại đây cũng có pha đạp ban trăm sau đó bị sao tăng lại liền. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây ai bán đúng không? Thì đó là chúng ta thì bây giờ chúng ta nhìn lại câu hỏi đặt ra bên đây ai bán. À, ví dụ như cái thanh khoản bán như thế này ai bán à, biết đâu đây lại là chúng ta hay sao đâu biết được đâu đúng không đó thì đó là cái phần kết luận về tâm lý hy vọng nó có thể giúp ích cho anh chị chúng ta nha nếu anh chị mình xem video của quang chưa bấm đăng ký kênh chưa bấm thích video đừng quên là anh chị nhớ bấm đăng ký kênh thích video giúp quang nếu anh chị hay cái phương pháp phân tích này muốn đi theo chiến lược này của bên quang à, đây là chưa đi tới chiến lược mới nói là tâm lý thôi á thì chị có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo quốc trợ lý trúc vi à, để các bạn tư vấn và hướng dẫn anh chị cái hậu tục chuyển về đồng hành với bên quang tiếp tục chúng ta sẽ nói đến bối cảnh thị bán là mất giữ là còn Ồ, khoan anh chị chờ một tí nha hình à, cái, cái cái này hình như là cổ cái file cũ để qua kéo xuống rồi ok chiến lược giao dịch lúc này là gì đó là đầu tư cổ phiếu không phải thị trường đó, đầu tiên cái đó là cái câu qua đã nói với anh chị từ hôm bữa chủ nhật trong cái bài viết này mà cái bài viết của qua đã khẳng định với anh chị qua vẫn full hàng á thì đây nè à, cái đó là gì tập trung vào cổ phiếu không nhìn thị trường đó là cái tên cụ thể luôn nhưng mà ở đây thì thôi để copy lại đi cho chính xác ha à, à, đây à, đó là gì đây để qua copy lại cho anh chị nha, đầu tư cổ phiếu. À, tập trung vào cổ phiếu không nhìn thị trường nha. Thì đây là cái chiến lược mà qua đã vạch cho anh chị hôm bữa chủ nhật này. Thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ áp dụng chiến lược này đó là chúng ta tập trung vào cổ phiếu thôi. Nhìn thị trường ghê không? Nhìn thị trường rất là ghê, ha? nhìn thị trường rất rất là ghê. Nhưng mà cổ phiếu anh chị bây giờ qua nói với anh chị cổ phiếu anh chị tăng thì anh chị anh chị chơi thị trường hay là anh chị gì? anh chị nhìn vào chỉ số nói chung đó, nếu mà anh chị nhìn vào chỉ số anh chị sẽ rất khó đầu tư trên cái thị trường này vì sao vì cái chỉ số nó là hội tụ của hàng ngàn cây mã đúng không nó là hội tụ của quá nhiều cổ phiếu trên đây thì làm sao chúng ta biết được là ở bên trong con nào đang tốt con nào sơ xấu không biết được đâu chúng ta phải nhìn vào cái cổ phiếu cái danh mục mà anh chị mình đang đầu tư á những cái con mà anh chị đang quan tâm nó có tốt hay không ví dụ như có jc đi Hôm qua nó mới tăng trần một cây rất mạnh đúng không? Hôm nay nó quay xuống nó rủ lại 1,7% vậy là bình thường hay là không bình thường? Vậy thì rất rất là bình thường thôi chứ có gì đâu. Hôm qua nó mới tăng mạnh, hôm nay nó quay xuống thì mai nó tăng tiếp là chuyện bình thường, hiển nhiên thôi, đúng không? Đó là chúng ta phải tính vào cái đơn vị bên trong. Ví dụ anh chị cứ chơi con mấy con bất động sản chứ anh chị thấy anh đang đít đóng cửa xanh trong khi một mới cổ phiếu đóng cửa đỏ đúng không quá trời cổ phiếu đóng cửa đỏ luôn mà hôm nay hàng này đóng cửa xanh vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta đi ra đầu tư cái gì là chúng ta đi đầu tư cái cổ phiếu này và cái cổ phiếu này nó có vấn đề chúng ta xử lý trên từng cái vấn đề đó chứ không phải chúng ta cứ tối ngày cứ ngồi đó phân tích về chỉ số phân tích về thị trường vì những cái ông mà đi phân tích chỉ số về thị trường đó, thì đa phần sẽ không bao giờ có lợi được trong giai đoạn này đúng không ví dụ như giai đoạn này đi khi mà cái thị trường cổ phiếu nó tạo gấp ấp nó đi lên là bên mình bắt đầu vào giải ngân trước lễ ngay đây thì lúc qua có phải là khi nó đi lên cái dịp này chị thấy thanh khoản rất thấp không và khi cổ phiếu chạm lại cái kháng cự ngay đây thì mặc định nếu mà chúng ta nhìn về chỉ số chúng ta phải bán sau đó cái chúng ta bán xong tự nhiên qua lễ tăng quá trời tăng lên đây thì có phải lên đây gặp kháng cự tiếp không gặp kháng cự thì chúng ta sẽ dùng một cái từ gì đó là chúng ta sẽ chờ nó kiểm tra lại kháng cự kiểm tra đẹp mới mua thì khi chúng ta mua đẹp thì kiểm tra đẹp thì nó phải xác nhận vượt lên thì đây có phải điểm vượt lên không thì khi anh chị vượt lên anh chị vào lại anh chị vào đúng định đúng không? và khi vào đúng định xong nó rụng xuống thì anh chị lại tiếp tục phải chờ gì chờ nó kiểm tra định cũ coi nó có đẹp không khi nào nó vượt qua định cũ tôi mới dễ ngân thì lúc nó vượt qua định cũ cổ phiếu đã đi mất tiêu trần rồi nó đâu có dám mua đâu À, ai biết được đâu ai biết được có vật định hay không mình không biết nhưng mà mình nhìn vào chỉ số là mình sẽ không đầu tư được thị trường tại vì chỉ số nó chỉ là một cái vấn đề hoa lắm, à, gì gọi là cái câu gì nhỉ vào cái vấn đề là à, ở trên báo thôi tức là ví dụ anh chị mình mở lên đi ví dụ những cái trang như là cà phê ép nè ha, ví dụ những trang như là cà phê ép anh chị bấm vào cái phần gì anh chị bấm vào một chứng khoán nè thì chị sẽ thấy hàng ngày nó đều sẽ có những cái mục là gì nó sẽ đều sẽ có cái mục là dự đoán về góc nhìn á góc nhìn đó là năm dòng kẻ đây qua sẽ kéo cho anh chị về năm dòng kẻ ngày hôm qua nha đây nè thì đa phần nó sẽ nói về cái gì nó sẽ nói về số điểm nè số điểm chính xác lên tới tầng là một hai một một hai tám một bảy mươi ba nhưng mà thật sự cái này mình đâu có kiếm tiền được từ nó đâu đúng không? nếu mà mình cứ tính về chỉ số chỉ số là mình sẽ không kiếm tiền được về nó vì sao? vì cái đơn vị bên trong của nó là cái cổ phiếu và cái cổ phiếu nó ok là ok thôi nó không ok thì lộ vậy thôi lại cũng cổ phiếu mới đưa chúng ta lộ nha nó thành ra việc đầu tiên vẫn phải nhấn mạnh với anh chị đầu tư vào cổ phiếu cổ phiếu ok thì nắm giữ cổ phiếu không ok thì bán đơn giản vậy thôi cổ phiếu đang tốt tự nhiên cái thấy thị trường xấu cái đi bán trong khi cổ phiếu mình vẫn tốt đúng không rồi bán xong đâu có mua lại được ví dụ đó thiệt với anh chị nha anh chị mà bán hết con mbs sao chị mua lại được trong khi con này rõ ràng nó vẫn đang đi lên liên tục đó, nó vẫn đang đi lên liên tục nè Từ đấy nó vẫn đang đi lên liên tục luôn đang là 20 mấy trăm trong đây Giá vốn mình nằm tận đây nè Thì bây giờ tự nhiên mình sợ hãi Hôm qua nó mới tăng 500 Hôm nay nó giảm 200 Cái mà để bán hết hàng ra Mình sợ vì mình thấy thị trường xấu Vậy thì mai nó tăng tiếp Vô đố anh chị dám mua lại Đúng không? Đó, anh chị lưu ý điều đó giúp quay nha rồi tiếp tục là xây dựng danh mục cách hợp lý yeah. Thì theo một số các anh chị khách hàng có góp ý với Quang Đó là em đừng có nói những cổ phiếu mình mới mua lên trên thị trường này nữa Lên trên các cái nhóm này nữa Em hãy show các cái cổ phiếu gì Em sẽ show các cổ phiếu trung hạn là được rồi Thì đây qua sẽ show cho anh chị cổ phiếu trung hạn bên hệ thống bên Quang đang nắm giữ Tức là những cái con mà trong vòng mới Quang sẽ bắt đầu gập lên cho khi mà đã có lợi nhuận tốt Thì mình sẽ cho anh chị mình coi Còn những cái con mà bên mình mới giải ngân Tức là sẽ có lời có lỗ gì đó Thì mình sẽ không đưa cho anh chị mình coi trên livestream ra trên bản tin nữa để chi để nó bảo mật và tàu nó không bị nặng nó còn những cái con này gần như là đã có lời đã có hàng đủ hết rồi và đã có những nền tảng hết rồi ví dụ acb và hòa phát là hai cái kèo cổ tức á còn lại những con này là mua bình thường để có lời nè đúng không thì anh chị sẽ thấy đây là danh mục trung hạn thì chúng ta xây dựng cái danh mục như thế nào không biết ở những hệ thống khác nhưng hệ thống bên Quang luôn luôn chia sẻ với anh chị một điều đó là gì đó là khi chúng ta đầu tư trên thị trường chúng ta phải có được những con lời lớn ví dụ quan không có con FTS nha mà nhưng Quang có con FTS giá 4 nằm đâu chị biết không giá vốn nó nằm đây nè không, um, giờ qua có quyền cộng lại hội mát quá có đấu sợ gì đâu tại vì cổ phiếu này rõ ràng giá vốn mình rất tốt mình còn giữ hàng này đỏ rất là nhiều nếu con này mà nó về lại cái giá vốn mình thị trường mình sập rất nặng thì mình cao lắm hòa vốn mình hòa vốn là người ta đã lỗ tới hai chục trăm rồi thì khi nó hồi lên lại thì quan lại lên lên bình hướng, đúng không tại vì sao tại vì khi anh chị mình đầu tư trên thị trường này á mình phải xây dựng được như vậy để anh chi để khi mà thị trường nó có biến ví dụ những giai đoạn gần đây nó trung lắc rất nhiều á thật ra những anh chị mình cứ ra ra vào vào và không có giữ được những cái gọi là gì những cái trụ cột hay là những cái cây đại hụ trong danh mục của mình thì khi mà thị trường nó rung lắc lỗ phối lỗ phối lỗ hết thì với quan qua hay nói với anh chị điều gì đó là khi chúng ta có lời cổ phiếu ok tới các target thì chúng ta chỉ bán một phần ra thôi chúng ta đừng bán hết trừ khi nó quá xấu Chúng ta mới bán hết, còn không thì chúng ta phải giữ lại một cái phần để cái phần đó có thể lời 10 trăm, 15 trăm, 20 trăm, chúng ta không biết là, là bao nhiêu, từ tùy từ, 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 từ là gì, tùy mỗi người. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn luôn đảm bảo có cái phần tiền lời nằm trong tài khoản và cái phần tiền lời đó nó sẽ cấn ngược lại cho những cái nhịp rung lắc. Ví dụ anh chị vào cổ phiếu mới, làm sao anh chị chắc anh chị vừa vào anh chị lời? Không có đâu, khi anh chị vào cổ phiếu mới, anh chị phải cho nó một cái biên độ để nó giao dịch nó rung lắc qua đó không? nó rung lắc qua đó làm sao chúng ta có thể mua một cổ phiếu và chúng ta xác định vừa vào là phải lời không có đâu làm gì có đúng không phải ăn hành lên vôi xuống chó với nó thì chị mới là gì anh chị mới có lời được chứ có những cái pha nó hù anh chị phải nói là gì không thể tin được luôn à, ví dụ chị nhìn cái con gì đây Quan ví dụ cho anh chị trường hợp cổ phiếu á. cổ phiếu gì cổ phiếu á, này luôn cũng được đi anh chị thấy có những cái pha bên đây nè anh chị nhìn con này không có rơi đúng không chứ anh chị nhìn qua cổ phiếu chứng kháng khác đi có phải những cái cây này là những cái cây bán háo lớn không Nè chị thấy không, nếu mà anh chị không cầm được cái chỗ mà bán tháo liên tục ngay chỗ này nè Bán tháo ngay đây nè à, hay Hôm nay anh chị thấy con VCG Sáng rất là nhiều anh chị hỏi quan là bay cắt lỗ không em Qua à, nói anh chị cắt đi nó lên đó Để đúng không, anh chị không gồng qua được những điểm này Sao anh chị có được trên đây, đúng không Thì khi mà nó đạp như thế này nè Thì cái con cổ phiếu trung hạn của hệ thống bên mình á khi mỗi danh mục nhà đầu tư đều có nó sẽ làm gì nó sẽ đỡ cho cái phần lúc mà cái hàng này đạp đúng không khi hàng này nó đạp tại vì anh chị thấy là những cái điểm mua nó rất là ok ví dụ anh chị mình mua con vcg ở đâu là đẹp nè ví dụ anh chị mua là anh chị mua ở đây đúng không nhưng mà có những lúc nó đạp qua đây anh chị vẫn lỗ vậy thì cái lúc mà nó đạp qua đây anh chị vẫn lỗ thì cái lúc đó cái cổ phiếu trung hạn ở bên kia nó sẽ đỡ cho anh chị mà bây giờ anh chị hỏi Ủa vậy làm sao có được em Thì quay nói với anh chị phải đi đồng hành với nhau Một quá trình thì chúng ta mới có được chứ Ví dụ như thị trường đi lên từ dưới lên Thì chúng ta cũng phải trải qua sàng lọc từ 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 Thì những cái con sàng lọc đẹp đó Mình mới giữ lại Còn những con không ok thì mình chút lời nhẹ Mình bán hòa ra đôi khi thì lỗ một phần trăm Đôi khi thì lời 4 trăm Nói chung thì mình sẽ sàng lọc ra những cái con yếu bỏ đi hết Và những cái con mạnh thì mình cứ giữ lại giữ lại Thì từ từ á Một danh mục đầu tư lúc đầu có 5 mã đi 6 mã đi Thì khi mà anh chị qua cái vòng đầu tư rất là qua một nhịp sập đi thì những cái con khỏe nó sẽ vùng lên và nó chạy tiếp còn những cái con yếu nó kẹt lại nhìn nó không ok sao chúng ta bán hòa nó thì chúng ta năm mã chúng ta tỉa bốn mã đi chúng ta còn một mã mạnh đúng không thì tới một cái vòng sau tiếp tục đầu tư nữa thì có bốn mã mới giải ngân có một con mạnh lên được rồi thì ba mã kia chúng ta bỏ đi thì cứ như vậy chúng ta sẽ luôn luôn có lời trên thị trường và chúng ta đảm bảo được là gì mà đảm bảo được là chúng ta khó bị lộ khó bị lỗ chứ thật sự là không thể lỗ nha không thể không lỗ nếu mà ăn bô cỡ cây này là lỗ chắc rồi nó lỗ chắc rồi nhưng mà bình thường rất hiếm khi có một cái cây lại là, dậy, là, 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 là lớn như thế này đa phần nó chỉ là gãy nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ tồn tại qua được nó để chúng ta đi tiếp chúng ta không bị dính vào cái vòng lập đó là cái vòng lập gì bán ra thì nó tăng mua vào thì nó giảm đây là cái vòng lập hiện tại trên thị trường anh chị mình đang bị đúng không đó thì đó mà nói với anh chị là anh chị phải xây dựng được cái danh mục chứ không phải là chúng ta đầu tư chúng ta hết à em cho anh một con đi và bùng nổ lên có lệnh chút lời sau đó cho em một con cho anh một con tiếp đi thì cái đó đâu gọi là đầu tư cái đó gọi là gì đó là gọi giống như là gọi gì tài xỉu rồi đúng không đó gọi chơi rồi chơi chứng khoán rồi chứ đâu gọi là đầu tư chứng khoán nữa vì làm như vậy kiểu gì cũng có một ngày anh chị lỗ sạch hết đâu kiểu gì cũng có một ngày anh chị lỗ thôi vì anh chị thấy đợt này rất là nhiều anh chị mình không mới vào hệ thống sau đa phần anh chị đều bị lỗ vì anh chị không có hàng được phía dưới thì đơn giản thôi sau này nó cũng giống vậy tại vì khi cái người mà đầu tư mua dưới đây nè cái người mà mua dưới đây nè người ta đã phải chịu cái áp lực tương tự anh chị trong hiện tại ở quá khứ và người ta phải chịu qua được như vậy thì người ta mới có lời trên đây để người ta cầm những cổ phiếu lời nó bỏ kê cho cái dòng đầu tư thì trên đây cũng phải tiếp tục làm như vậy thì chúng ta mới có lời được nếu không thì cứ uh, sai một cái tự nhiên lỗ uh, bao nhiêu lời thì lời có hai ba chục triệu sang cái lỗ năm sáu chục triệu là coi như cũng mất hết rồi đa phần chúng ta rất là ham chúng ta muốn là gì đơn giản nhất để có thể có lợi nhuận ngon nhất nhưng chúng ta quên một điều đầu tư chứng khoán chúng ta bỏ số tiền ra nhiều nhất ví dụ như ở bên ngoài đời chúng ta làm lương một tháng ba chục triệu chúng ta mở một số cửa hàng chúng ta cũng phải nghiên cứu mặt bằng, nghiên cứu hàng hóa, giá trị, đăng ký kết quả, đăng ký kinh doanh, rồi đăng ký với các bên đủ thứ các vấn đề hết phải nghiên cứu về các cái việc quản trị. Ví dụ anh chị bán quần áo, bán này nọ, anh chị cũng phải mua những cái phần mềm để anh chị quản lý nhân viên, anh chị quản lý gì thu chi, anh chị quản lý hàng hóa, rất là nhiều thứ để chị phải đầu tư chất xám anh chị vào trong đó. Vậy tại sao chứng khoán anh chị chỉ muốn một cái mua là hắn cho tôi? đơn giản quá ha nhưng mà ở trên chứng ở ngoài anh chị làm những cái đó anh chị vốn anh chị một tỷ lên đây chị làm vốn 10 tỷ 15 tỷ thì mình lại rất là đơn giản cho tôi hắn là được còn lại sao tôi không quan trọng nó thì làm sao có thể được đó cái lúc đó là sao lúc đó mới là lỗ nặng á lúc đó thật sự mới là lỗ nặng anh chị mình lưu ý rồi để qua nha rồi tiếp tục đó là gì? Vạch ra các điểm quản trị rủi ro và quyết đoán. Anh chị có thấy là mỗi bản tin sáng, đây qua sẽ kéo sơ cho anh chị nhìn sơ nha. Bản tin sáng mỗi ngày qua đều có gửi cho anh chị nhà tư các cái điểm mua bán cổ phiếu rất là kệ. Ví dụ đây qua chỉ cho anh chị vài con nha. Trong danh mục trung hạn của bên mình nè. Đây, xem chi tiết này chị thấy không và sẽ viết rất là rõ cổ phiếu trung hạn nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết trong mỗi buổi sáng thì chị mình chịu khó update lại cái đó hoặc là khi quan tư vấn anh chị mình mua con mới á thì mình đều có vạch ra các điểm quản trị rủi ro thì chị mình chặn theo những cái điểm quản trị rủi ro đó hoặc là những cái điểm chặn lãi để khi cổ phiếu nó vi phạm chúng ta bán ra chúng ta quyết đón chúng ta ra còn ví dụ như bây giờ nó đang như vậy chúng ta chê chúng ta nói thôi không mua không? để nó ok đi rồi mua nó ok là ngay đỉnh đó rồi đó anh chị thì chị có thể viết vào trong cái file đó gì file quản lý danh mục bộ hay gửi cho anh chị hay hướng dẫn anh chị rất là nhiều anh chị viết vào những cái điểm cách lót ngay đây nè không anh chị viết những cái điểm cách lót qua hay cập nhật cho anh chị lên đây hoặc là chị có thể đặt lệnh tự động cũng được hoặc là thôi hít tự đặt thì cũng được luôn thì chị cứ viết ra để chị nhớ mỗi người thì chỉ có năm sáu mã thôi mà sao không nhớ được đúng không thì đó viết ra qua đã viết sẵn cho anh chị rồi ví dụ những trường hợp như, như con gì ví dụ trường hợp bây giờ là con CSV đi đúng không thì chị thấy hỗ trợ nó nằm đâu hỗ trợ nó có phải nằm ngay khoảng là giá sáu sáu bảy không cỡ cỡ cái sáu bảy không nếu anh chị kẻ cái trên hẳn là đi thì cỡ sáu bảy là gãy trên thì bây giờ nó lủng sáu bảy bán còn nó không lụng sáu bảy mai nó bật lên lại có phải lên đây không thì lên đây trong hoa cá làng rồi đúng không hay là anh chị mình đang giữ con gì ví dụ danh mục bên mình đi à, ví dụ như là con gì đây con đi g quản hay nóc với anh chị cái điểm cắt lỗ của nó là giá nhiều là cái giá hai mươi sáu tám điểm đáy cũ và điểm ma 200 hai trăm dưới đây nó lụng cái này chị hãy bán còn nó không lụng bây giờ ví dụ nó cứ hôm nay rất là ghê đúng không hôm nay nó tâm lý như vậy tâm lý cực kỹ năng như vậy mà anh chị mình đi bán tháo ra anh chị mình đi bán tháo ra kết quả cổ phiếu vẫn xanh vậy mai nó chạy lên đố anh chị dám mua lại thì có phải như vậy nó đã rủ anh chị ra khỏi cổ phiếu thành công không rủ thành công rồi chứ gì vì bán hết hàng rồi rất là tâm lý tại vì quan khách đầu tư của nó với anh chị á đôi khi á nha mình mua khi mình sợ nó lại thành công hơn cái việc mình mua khi mình tự tin vì khi mình tự tin thì đó là cái mình đã bị tác động bởi cái những cái tin tức những cái gì những cái gì người ta vẽ cho mình thấy à, thì mình lúc đó đôi khi là mình lại bị tác động về tư duy á mình lại thấy nó an toàn thì lúc đó nó lại xui nó lại đen là đứt luôn còn những lúc mà mình mua khi mình run sợ á thì rõ ràng đôi khi nó lại ăn ai à, biết đâu được đúng không rồi tiếp tục đầu tư nha đó Bạch ra các quan điểm thì chúng ta có gì chúng ta sẽ có cái kết quả đó là chúng ta đầu tư chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn này những cái giai đoạn này hay là giai đoạn sau cũng vậy một cách ok nếu thị trường tăng tiếp chúng ta luôn là người phun hàng còn nếu thị trường có biến thì chúng ta làm gì chúng ta cũng lợi chúng ta đâu có lỗ đâu tại vì cứ lên cao cũng nói chị chốt lời mà đợt trước chốt ở đây rất là nhiều nè tiền lời đó vẫn còn chứ đâu có mất đâu hiện tại bên đây thì sao thật ra cũng còn lời mà có lỗ đâu ví dụ danh mục quá thấy nhiều chị vẫn lời chỉ có là những anh chị mua full mới thì thành ra mới có lỗ còn lại đa phần thì chị quan thấy vẫn lời bình thường nó vẫn là bình thường có lỗ đâu đó thì chúng ta đầu tư chúng ta hãy cố gắng làm như như vậy chúng ta sẽ có được cái kết quả luôn luôn là như ý nhưng nó phải chậm nó phải đầu tư chất xám nó phải đầu tư sự quyết đoán sự gì kiên trì vào trong đó nha rồi ok đó là cái phần về chiến lược đầu tư của quang được đưa ra với anh chị khúc này tiếp tục chúng ta sẽ nói nhanh tới một phần đó là hành động gì lúc này là cần thiết. nãy giờ mình nói về chiến lược đúng không thì mình sẽ nói với anh chị là hành động bây giờ là gì ví dụ như ngày mai là thứ năm ngày mốt là thứ sáu rồi đó là chúng ta phải bình tĩnh xem xét lại danh mục đầu tư cá nhân của anh chị à, ghi chú rõ ràng ra các điểm mà anh chị cần mua bán tức là cái điểm nào qua nói với anh chị đây nè xem sợ kỹ nó đi đó, nếu anh chị cần hỗ trợ có thể nhắn tin với Quang. Ở đây Quang không phân tích cổ phiếu, đúng không? Quang sẽ hẹn anh chị nhà đầu tư chúng ta làm gì? Lên trong sự kiện phát trực tiếp lúc tối nay, lúc 9 giờ tối. Để anh chị nhà đầu tư chúng ta là gì có thể hỏi quan trực tiếp đó. Quang sẽ kẻ công khai cho anh chị và nói công khai, mà mình thích nói công khai thôi chứ mình không có nói sau lưng. Đó để ví dụ nó chơi như vậy thôi. Chứ thật ra thì anh chị hỏi Quang sẽ trả lời. Như ví dụ như bây giờ cũng hết giờ rồi thì chúng ta cũng có thể hỏi nhau trên livestream thì nó cũng ok đúng không? Đó thì nói chung là đi chú rõ ra, hiểu cái cổ phiếu mình đó không? biết trận biết địch biết ta trăm trận trăm thắng thì chúng ta hiểu được rất là rõ tất mọi thứ những cái này đi thì chúng ta sẽ thấy là lúc mà thị trường nó đạp khoảng lộn hồi chiều này chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta nhìn lại đi cái hàng đi giờ hồi chiều này lúc khoảng lộn cao nhất quan thấy như nó âm có 0,5 phần trăm à không à, xong nó rút chân nó lên lại và chúng ta hiểu rõ một điều là nó đã mất cái giá mà chúng ta đang quy định các lỗ đâu nó không mất thì bây giờ tự nhiên tất cả cùng đạp với chúng ta tự nhiên chúng ta ra chúng ta đập heo ha rồi ví dụ quanh nó hiệp với anh chị lỡ mai câu này tăng rồi sao ai biết được đâu không? ai biết được đâu chừng ngờ đúng không ai biết được đâu chừng ngờ thì trương ma cái gì cũng có thể là bất ngờ và lỡ như cái đó nó thật sự nó chạy lên đi thì lúc đó chúng ta lại nói ở bây giờ mua không em ồ tự nhiên bây giờ giá đỏ giá thấp không cổ phiếu đang xấu không mua tới lúc mà cổ phiếu đua lệch anh chị hỏi qua mua không thì thật sự lúc đó quyết định rất khó vì quyết định lúc đó sao dễ thua đúng không tại vì mua hấp không thích mua đua, đua lệch đó đó là một vấn đề nha rồi tiếp tục là kiên trì và quyết đoán với cái hành động của mình giống như cái này quan hay nói với anh chị á khi chúng ta đã quyết đoán chúng ta làm như thế nào thì chúng ta phải làm như vậy cho tới cùng đúng không? ví dụ là bây giờ chúng ta kiên trì là gì ok anh sập đi tôi bán đúng không thì tôi cũng đang lộ rồi ví dụ như bây giờ như vậy đi hoặc là tôi đang gì ví dụ như trường hợp con con mbs đi đúng không? Con MBS đi thì khi nào anh gãy đi thì tôi bán còn bây giờ tôi đang kiên trì với cái quan điểm là gì tôi đã bán chút lời phần ngay đây rồi ở đây anh muốn làm gì anh làm kệ anh tôi đâu quan trọng đâu tôi đã bán ba mươi trăm rồi thì bây giờ trên đây tôi vẫn đang lời tiếp và tôi lời nhiều hơn thì tôi đang kỳ vọng target là cỡ ba bảy ba tám ủa nhầm ba 36 ba sáu chứ nhầm phải đâu đó ba năm ba sáu thì tôi đang chờ cái target đây nè thì tôi vẫn kiên trì tôi chờ với nó chứ đây tôi không bán một là tôi sẽ bán hấp luôn bằng cái giá cũ tôi vừa bán hai là gì hai là nó lên trên đây tôi bán trên đây chứ bây giờ tự nhiên mình đi gì mình đi bẻ quan điểm vì gì vì thị trường sau thị trường rung lắc cái chúng ta sợ chúng ta bán ra bán xong tăng tiếp lúc đó có khi chính chúng ta là cái người quay lại đưa cổ phiếu vì anh chị sẽ có cái cảm giác là anh chị tiếc đúng không đó thì chúng ta cứ kiên trì với nó thôi sai bán không sai thì thật sự bây giờ anh chị bán ra anh chị đi mua con khác thì có phải anh chị lại dính vào cái vòng lập lửng quẩn không giờ bán nó tăng nó cầm hoài nó không tăng đúng không thật sự nó là cái vòng lập quẩn quẩn ở trong cái đây nè trong cái đầu video qua nó với anh chị nè đúng không rồi quyết đoán với hành động thì bây giờ nó ok quyết đoán đi mua tại vì bây giờ những cái lúc mà nó ở đây nè anh chị nghĩ những cái lúc mà con mbs nó ngay đây thì trường mình tốt hay sao Thiệt cho anh chị sợ quá trời sợ luôn chứ mà tốt cái gì nè Qua mở qua cho anh chị coi bên index khúc này nè Có phải đây cũng là cái đợt trước là cái đỉnh cao trào đợt trước ngay đây không Là cái chỗ bên mình đi mua MBS nè Nè anh chị thấy không nè Mua đây nè đúng không Là đây là ngày 29 tháng năm à, Bao nhiêu đây 29 tháng 5 Và ngày 10 tháng 5 nè Thì qua cho anh chị coi ngày 9 và ngày 10 tháng 5 là ngày nào có phải là ngày đỉnh cao trào không nè đỉnh cao trào rồi bán xuống nè y hết luôn đúng không và nếu anh chị không mua nó ở đây ủa sao lên đây anh chị có lợi nè thị trường tăng có mấy điểm thôi chứ nhiều mà bị tăng như thế này vậy thì rõ ràng chúng ta vẫn phải gì nó ok vẫn phải mua chứ sao chứ chẳng lẽ nó thị trường xấu không mua cái nó tăng mất nè đúng không thì đó bây giờ nó là con cổ phiếu trong danh mục trung hạn đang là 19 trăm nè đúng không đó cái đó là quan điểm của quan quan điểm cá nhân dựa trên cái hệ thống và cái phương pháp qua đang chia sẻ với anh chị ở đây à, hướng dẫn anh chị ở đây và hy vọng nó có thể đem đến cho những anh chị là gì cái kết quả anh chị mong muốn hoặc là gì lời thì chúng ta luôn luôn lời nhưng lỗ thì chúng ta sẽ là người lỗ ít nhất đúng không chắc chắn rồi vào sau thì phải bắt đầu xây lại từ đầu lúc nào cũng vậy thôi nhưng vào trước thì sẽ được lợi cái cũng vào trước lúc nào cũng vậy mà qua nói với anh chị đó chứ không thể nào chúng ta muốn vào cái chúng ta được như tất cả mọi người là không có đâu tại vì ai cũng phải trả giá đó ai cũng phải trả giá bạn thân Quang cũng phải trả giá mà khi mình giải ngân mua mới mình cũng phải trả giá chứ đó, mua xong có khi qua đó thì với anh chị mới mua xong lỗ bình thường đó, xong rồi hồi mấy ngày sau mới lời lại đó mình cũng phải trả giá và có ai nghĩ tới cái lúc mình trả giá như vậy đâu nó đầu tư mà chứ đâu phải là tại xỉu đó. rồi ok hôm nay mình tới đây thôi hy vọng những cái chiến lược đầu tư này có thể giúp ích cho anh chị trong những cái giai đoạn cuối tháng này cuối tháng năm này chắc chắn vì cuối tháng nó lúc nào nó cũng căng thẳng nhưng mà nếu nó ok nếu nó thành công thì chúng ta vẫn sẽ thành công nếu nó thất bại thì chúng ta làm gì chúng ta thu quân những con sai trước và chúng ta cứ như vậy chúng ta tỉ tỉ tỉa dần khi nào thị trường là ok thì chúng ta lại bắt đầu giải ngân mạnh cứ như vậy chúng ta đầu tư mua thì ăn của người khác 20% 100, thì có thể mất 5 tới 700 được không? 5 700 được bình thường. Nhưng ở đây qua đó giá mất 3 tới 400 là nhiều rồi, đúng không? Rồi ok, xin chào anh chị nhà tư, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và mát mẻ bên gia đình. À, có vấn đề gì cứ nhắn tin trực tiếp với Quang hoặc là trợ lý Như Hảo trợ lý Trúc Vy. À, xin chào anh chị.